Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, trong đó có 9 nhà ga trên cao từ ga Tân Cảng đến ga Đại học Quốc gia, được làm thêm cầu đi bộ kết nối hành khách từ hai bên xa lộ Hà Nội và đường Võ Nguyên Giáp. Việc này giúp người dân có thể lên xuống ga dễ dàng an toàn. Đồng thời đây cũng là hướng thoát hiểm chính của nhà ga trong trường hợp khẩn cấp. Trao đổi với tuổi trẻ online, đại diện ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bàn đang phối hợp nhà thầu để xây dựng 7 trên 9 cây cầu đi bộ, kết nối tuyến metro số 1. Trong đó đã hoàn thành lắp dầm bê tông, cốt thép tại các ga khu công nghệ cao và bình thái. Theo kế hoạch, trước Tết dương lịch 2024 sẽ tiếp tục lắp đặt dầm ngang tại ga Trạch Chiết và xây dựng hoàn chỉnh mái kiến trúc các ga đã lắp đặt dầm. Dự kiến tất cả cầu đi bộ sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 để kịp thời hoàn tất các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu, đưa tuyến metro số 1 vào vận hành chính thức từ tháng 7 năm 2024. Ngoài ra, để tăng thêm tính kết nối và tiện nghi cho người dân đi tàu metro số 1, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã tính toán xây dựng thang máy cho cầu đi bộ, đồng thời kết nối các trạm chờ xe buýt, bổ sung thêm bãi đậu xe tại chỗ lên xuống cầu đi bộ.